Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Bản tin tiếp theo cho hay, coronavirus đang gây lo lắng về du lịch ở Sài Gòn. Thưa quý vị, báo cáo mới nhất của Sở Du lịch Sài Gòn cho biết, du lịch tại Sài Gòn đang vấp phải một khó khăn lớn với những lượng khách ngoại quốc giảm mạnh hơn 50% trong tháng 2 năm nay. Giá phòng trung bình của các khách sạn từ 3 đến 5 sao đang được giảm khoảng 45-50%. Theo một cuộc khảo sát của 22 công ty du lịch lớn tại Sài Gòn, gần 88.000 khách du lịch Việt Nam và quốc tế đã loại bỏ kế hoạch đến Sài Gòn kể từ khi dịch coronavirus xảy ra ở Trung Cộng vào tháng 12 và lan sang các nước khác. Theo các dữ kiện chính thức, doanh thu du lịch giảm tại Sài Gòn phản ánh bối cảnh đen tối của ngành du lịch Việt Nam hiện nay. Việt Nam đang bị mất 7 tỷ Mỹ kim doanh thu du lịch trong 2 tháng đầu năm nay. Vào ngày 1 tháng 2, Cộng sản Việt Nam đình chỉ tất cả các chuyến bay đến và đi từ Trung Cộng. Sau đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho phép nối lại các dịch vụ đến và đi từ Đài Loan, Hồng Kông và Macau. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng hủy nhiều chuyến bay từ Việt Nam đến Nam Hàn và đình chỉ du lịch miễn visa cho người Nam Hàn trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Tuần qua, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới. Ca nhiễm thứ 17 là một cô gái tên Nguyễn Hồng Nhung trở về từ châu Âu. Những ca tiếp theo là một tài xế riêng và một người dì của Nhung, một người đàn ông đi cùng trên chuyến bay với Nhung và một người đàn ông trở về từ thành phố Daegu của Nam Hàn. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.